Thưa quý vị, hiện nay các địa phương ở miền Trung đã xây dựng kịch bản chống hạn cho mùa khô. Tại Quảng Nam, bên cạnh việc chỉ đạo các thủy điện điều tiết nước về hạ du, địa phương này cũng chuẩn bị nhiều phương án chống hạn linh hoạt, bao gồm các biện pháp công trình và phi công trình trên tinh thần chủ động, quyết liệt và đồng bộ. Tất cả nhằm đảm bảo nguồn nước tưới cho hàng chục ngàn hecta lúa vụ hè thu, ứng phó tình trạng nắng nóng cực đoan có thể kéo dài trong thời gian sắp đến. Vụ hè thu năm nay, nhiều vùng sản xuất lúa trọng điểm của tỉnh Quảng Nam được dự báo sẽ đối diện với nguy cơ thiếu nước do nắng nóng cực đoan và hiện tượng xâm nhập mặn. Vì vậy, ngay từ đầu vụ, các địa phương đã có nhiều giải pháp nhằm đảm bảo hàng ngàn hecta đất lúa sẽ không bị rơi vào cảnh thiếu nước. Ngay từ đầu vụ thì Ủy ban tỉnh cũng đã chỉ đạo công ty thủy lợi cũng như các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch ứng phó. Thì trong đó công tác chống hạn và nhiễm mặn cũng đã được đề ra bằng các biện pháp công trình phi công trình. Ngay từ vụ đông xuân vừa rồi, gần 100 hecta đất lúa ở xã Duy Châu đã đối diện với nguy cơ thiếu nước tưới phục vụ sản xuất. Vì vậy, trước vụ hè thu, chính quyền địa phương đã sớm đề xuất phương án nạo vét kênh dẫn nước từ sông Thu Bồn vào trạm bơm Cù Bàng để chủ động nguồn nước tưới cho vụ sản xuất chính trong năm. Thì trên cơ sở mà tờ trình khẩn cấp của Ủy ban xã Duy Châu, thì thời gian qua Ủy ban huyện đã đệ trình lên các cấp các ngành của ủy ban tỉnh và được ủy ban tỉnh phê duyệt. Chúng tôi đã tính toán vừa là nạo vét để đảm bảo ổn định trong một cái thời gian dài. Thứ hai là chúng tôi cũng đã xem xét để đảm bảo là khi mùa lũ vào thì coi như là không bị gây ra xua lở. Nhiều giải pháp tốt nhất đã được tỉnh Quảng Nam chủ động chuẩn bị trong điều kiện có thể, tất cả nhằm đối phó với tình hình thời tiết cực đoan nhiều khả năng sẽ xảy ra trong vụ gieo trồng sắp đến. Các hồ thủy điện cũng như hồ thủy lợi làm sao đảm bảo cái mực nước mà tới mùa hạn sẽ đủ cho cái sản xuất nông nghiệp của vùng hạ du. Cái việc thứ hai nữa phải đảm bảo nước cung cấp cho cái vùng đồng của tỉnh Quảng Nam, ngoài ra là cung cấp nước sinh hoạt cho thành phố Đà Nẵng. Vụ hè thu năm nay, nguy cơ nắng hạn và xâm nhập mặn sẽ xảy ra gay gắt trên diện rộng, không riêng tại tỉnh Quảng Nam. Do vậy, ngành nông nghiệp các địa phương cần có phương án chủ động trong công tác chỉ đạo chống hạn, đồng thời tích cực hướng dẫn nông dân áp dụng đồng bộ và hiệu quả những phương pháp tưới nước tiết kiệm, tưới nước tiên tiến để hạn chế thấp nhất thiệt hại do hạn hán gây ra.